trời đổ mưa cho phố vắng mình. Tôi xin giới thiệu đây là dàn Victor UX gạch Q15. Chức năng chính của dàn này là CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Hình thức dàn rất cho là đẹp, em quay lại cho các em xem. Lấp lánh đèn bảy màu cực kỳ đẹp. Ở đây mình có chữ alpha nè, mình có thể chỉnh được chế độ nhạc. Tình yêu đó vui vào sâu trên dàn để phù hợp với bài hát và với sở thích của mình. Đây là bộ dàn âm thanh hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Nên các vui lòng đừng cắm nhầm điện. Cần mua cục đổi nguồn thì liên hệ với bên em. Chiều cao của lo là 22cm. Chiều ngang của cả bộ dàn là 45cm. Em để cái găng tay cho các anh dễ hình dung. Một găng tay chiều cao nha. Hình thức dàn rất là đẹp, lấp lánh đèn nè, ngoại hình là đẹp long lanh, mà trong khi đó chất âm vô cùng hay. Đảm bảo với các anh mua dàn này không hối tiếc, bắt cực kỳ tốt luôn, rất là hay mà rất là đẹp. Em bán giá của dàn này là 900.000, mình bỏ ra 900.000 sở hữu một dàn âm thanh hàng nội địa Nhật hay, chất lượng mà còn đẹp nữa, nghe cho phòng ngủ lẫn phòng khách đều ok. Dàn full chức năng CD, MD, trong khi đó FM lại là 108 bắt full tại Việt Nam. Phía sau còn hỗ trợ thêm ngõ AUX 2 đầu AV RA 3.5. Mình dùng kết nối với điện thoại, TV, máy tính. Tính ra dàn này full chức năng đúng không? Quá đẹp, quá hay. Chép là chép giấy nên cái tiếng chép của mình đang nghe đoạn clip test qua mà đi. Riêng đĩa mà đi bên em có bán, các nào có nhu cầu chép mà đi như vậy thì liên hệ với bên em. Bên em chép mà đi là theo yêu cầu, theo sở thích của các anh. Các anh thích ca sĩ nào thì liên hệ để bên em chép. Bây giờ mình nghe đoạn liên tiếp qua CD nha. Em đang cho chạy demo, đèn lấp lánh bảy màu. Mình có thể dừng ở một màu nào mà mình thích đều được, qua cái nút nhớ lơ này. Coi ngây thơ tôi kể người nghe một chuyện tâm tình, nửa đêm giá lạnh bỗng nghe âm một tình thương trong tim, sương rớt trên vai qua ngõ hôn trái vào lòng đêm dài, gác sông biên thủy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua, nhớ lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng. Rằng không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Dàn thì rất là đẹp, mà chiếc âm thì quá hay đi. Bây giờ em quay mặt sau nha, còn A biết cái nó điện thoại, TV, máy tính. Công suất âm ly là 50W, công suất lo là 40W trên cặp lo. Lo bên tay trái em nè, lo bên tay phải nha. Bây giờ em xin kết.